Chiếc máy Yong Kiềm Panasonic TKS44 nhé. Chiếc này đến là 2015. Dùng ngoại hình cực kỳ đẹp luôn nhé. Hàng đấu giá trực tiếp từ Nhật này. Cái loại nước lấy ra cực kỳ đẹp luôn. Đầy đủ bằng màu. Dung tích tuổi lọc là 12.000 lít. Trang bị 3 tấm nhận cực nhé. Không có tì vết, không có trầy xước gì đâu nhé. Đấy, rất là đẹp luôn. Nguyên zin nguyên bản 100%, đã vệ sinh sạch sẽ từ trong ra ngoài. Đấy, đây là cái bóng ở dưới các cốc nước lên. Chứ không có một tí gợn nào luôn. Đây, mình bỏ cái cốc nước này xuống nhé. Đây là cái nước bảng màu của mình vừa lấy vừa test. Đây, 9.5 10 đến 15 10 đến 10.5 được lấy ra từ đường nước thải của nước axit nhẹ này. Phẳng lì luôn nhé, không hề có tì vết nào luôn. Đấy, cực kỳ đẹp luôn. Ở trên xuống dưới này. Đấy, không khác gì hàng mới luôn nhé. Đấy, chiếc rất là đẹp. Từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài. Hàng đấu giá trực tiếp từ Nhật. Các bác về chỉ cần đấu nối đường nước và đường điện. Lưu ý là điện 100V nhé. Chúng ta cần phải cắm qua đường nguồn. Rồi ok, một chiếc lọc nước rất là đẹp ạ. Bác nào có nhu cầu sở hữu chiếc lọc nước Yong Kiềm Panasonic TKS44 liên hệ trực tiếp với HT Shop qua số điện thoại hoặc là Zalo 0828 868 999 hoặc là đầu số 0917 379 959 nhé. Shop ship hàng toàn quốc. Là bác nào khu vực Hà Nội thì có thể trực tiếp qua xem hàng, test hàng và mua hàng tại shop nhé, ở Phú Diễn, Bắc Từ Liêm, Hà Nội. Đây là hệ thống ống cấp này, đường nước cấp đường to này, đường nước thải đường bé này, dây dẫn này, đết sẽ ghi ở trên dây này nhé. Rồi ok, cảm ơn các bác đã theo dõi video, hẹn gặp lại các bác ở những video sau ạ.